Chào mừng các bạn đã đến với loạt bài hướng dẫn về lập trình hướng đối tượng trong C cộng cộng. Bài hôm nay là bài thứ 6, mình sẽ giới thiệu các bạn hai khái niệm mới, đó là overload và override. Thì overload và override là hai khái niệm trong lập trình hướng đối tượng mà các bạn cần phải nghiên cứu. Thứ nhất là phần overload, thì các bạn có nghe qua thì nó cũng có thể hiểu được là quá tải hàm. Thì đối với overload thì có nghĩa là tên hàm các bạn giống nhau nhưng mà chỉ khác kiểu dữ liệu trả về, và kiểu dữ liệu trả về cũng như là cái kiểu dữ liệu truyền vào. Thì ở đây mình sẽ có ví dụ, mình sử dụng class human này. Set lên là mình truyền vào một cái biến kiểu cha như thế này. Mình sẽ có một hàm khác là void, mình sẽ cái này đi. Ví dụ mình viết mình sử dụng cái hàm đây cho mình có biến nữa là kiểu in đi tuổi, thì dưới này mình sẽ có cái hàm là ví dụ đầu tiên là cái này không quan trọng đâu. Okay. Đây ví dụ mình có hàm in in s này, một hàm nữa là kiểu là lương đi, rồi đây như thế này. Cái thứ hai nữa là clothes. Thứ ba nó là kiểu double s double như này. Thì các bạn thấy đây là chúng ta có ba cái hàm, hai cái phương thức có tên là s sorry, thì nó đều có cái tên giống y xì nhau, nhưng mà các kiểu dữ liệu trả về in close double, in close double thì là ba cái kiểu dữ liệu, ba cái kiểu dữ liệu trả về và các số truyền parameter truyền vào thì nó khác nhau. Thì như thế này người ta gọi là overload, có nghĩa là tên giống nhau nhưng mà truyền vào khác nhau. Thì trong lập trình đối tượng này thì người ta cũng thường xuyên sử dụng cái overload này, thì người ta bạn có thể sử dụng để overload cái hum ở cái tên này. Ví dụ như là mình sẽ có tạo ra một cái mới, class mới, class point đi, là điểm points protect x và y như này, topic y, topic thì nghĩa là y zone. Thứ hai, cái đầu tiên mình sẽ làm cái hàm để tạo point như thế này, sau đó là point tham số in x y đi, chẳng phải y in x y e như này.
thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là cái kiểu overload constructor. Thì mình sẽ định nghĩa nó ở dưới này. Thì ở đây các bạn có thể nhìn này, voice sâu nữa nhỉ, rất là đơ như thằng thầy hiệu ạ. Bây giờ mình đang landing cái clip này để upload lên desktop nhưng mà nó hơi bị hầm hầm một chút, nó gọi thêm cả. Đây, thì các bạn nhìn thấy đây là nó chạy ok rồi. Thì các bạn nhìn thế này. Thì các bạn nhìn thấy là a chấm sâu chấm phải này, thì các bạn nhìn thấy là nó là 0 0 0 x y bằng 0 này, mình ghi là point y, ví dụ là 4 chấm sâu. Ok, thì nó là tọa độ 0 4 bởi vì mình nhớ theo y point c 4.5 chấm sâu.
Đấy, các bạn nhìn thấy là 4, 5. Thì mặc dù là đều là cái hàm khởi tạo ban đầu nhưng mà các bạn chuyển tham số khác nhau. Thì cái đó thì người ta gọi là kiểu overloss. Thì ở đây các bạn có thể thay đổi ở chỗ này là thành load chẳng hạn. Apple. Thì cái này nó khi mà các bạn chuyển ở đây thì các bạn phải ép kiểu cho nó đúng và thì các bạn sẽ thực hiện được. Thì như ở đây chẳng hạn. Thì ngoài ra ví dụ hàm sâu ở đây mình sẽ nói về override cái hàm sâu ở đây. Hàm sâu chỉ ở cái human đấy nó scale và s và lên add và lên. Thì thằng hàm sâu ở class Việt Nam này thì nó ghi ra cái thằng này là sum method này. Thì khi các bạn gọi ví dụ này như mình H1 H1 để mình sẽ xóa cái phần constructor mình này đi. Constructor để nó không hiển thị ra nữa mà cho các bạn đổi dấu mắt như này. Thì các bạn nhìn thấy là ví dụ mình gọi là h1 chấm sâu v1 chấm sâu và các bạn nhìn thấy đây. 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 Các bạn nhìn thấy này, nó hiển thị ra đầu tiên là name, đây hàm sâu của mình là name, this date. Các bạn là do mình chưa set vào nên là cái thằng này nó sẽ là những ký tự đặc biệt hoặc ký tự bất kỳ random. Thì thằng đối với cái hàm v1 chấm sâu này thì nó hiển ra cái method. Thì các bạn nhìn thấy là nó cùng là hàm sâu nhưng nó hiển thị ra hai cái nội dung hoàn toàn khác nhau. Thì đó là do cái thằng 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 mặc dù là thằng V1 này nó có thừa kế thằng human này nhưng mà do nó có cái phương thức sâu này nên nó override đây nó override thằng sâu này, có nghĩa là nó ghi đè lên thằng phương thức sâu này. Thì thằng V1 này nó hiển thị ra cái nào source method này. Tuy nhiên thì thằng H1 thì nó lại vẫn hiển thị cái thằng sâu của nó, thằng mark human. Thì cái này nó cũng thể hiện tính đa hình ở chỗ là đối với thằng H1 này, thằng do thằng object H1 này nó thuộc class human nên nó sẽ chọn thằng sâu của human. Thằng Việt Nam nó thuộc class Việt, thằng V1 nó thuộc class Việt Nam nên nó sẽ chọn phương thức sâu của thằng Việt Nam. Thì các bạn nhìn thấy là override có nghĩa là cùng tên, có nghĩa là nó giống y xì đúc nhau nhưng mà nội dung của nó khác nhau, thì đó người ta gọi là override, có nghĩa là nó sẽ đi đè lên. Thì các bạn có thể tham khảo thêm. Thì ngoài ra thì cái phương thức constructor và destructor thì người ta cũng có thể override và overload nó được. Thì như mình đã trình bày ví dụ một chút ở phía đoạn trước thì các bạn có thể tham khảo thêm. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.